là nhất, tỏa nắng ấm cho muôn loài. Tầm 7 giờ, gió mát là nhất luôn, thổi mát quanh năm, còn mặt trời chỉ đốt mỡ của mình thôi. Mấy đứa nhỏ này dễ thương quá à. Tại sao bọn nhỏ lại phải cãi nhau vậy? Vì lúc nào tôi chẳng lợi hại hơn anh. Anh vô. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Ồ, đốm bụng bự nhìn nè, nguyên khóm hoa bỗng nhiên nở rộ luôn. Ồ, chắc là nhờ ông mặt trời đó. Thấy mặt trời của mình lợi hại ông bụng bự. Thế nào hả anh vô? Si, xem tôi nè. Hả? Bụng bự bay lên rồi kìa. Wow, cơn gió là số 1. Thấy chưa anh mặt trời? Ê, nè cháu bé, cho cháu suy nghĩ lại đó. Làm sao cơn gió có thể lợi hại hơn ánh mặt trời của ta được chứ? Anh mặt trời ăn gian quá nha. Có gì thì chúng ta thi thố một trận, chứ sao lại dụ dỗ người hâm mộ của tôi? Được, thi thì thi, tôi chấp anh chọn phần thi luôn đó. Thi gì bây giờ ta? Bụng bự, có ý tưởng nào không? À ha, vui đó. Vậy thì mình thi tốc độ đi. Đốm, bên đội của anh. Bụng bự, bên đội của tôi. Ai tới đích trước thì thắng. Đồng ý, tài to sẽ là trọng tài. Sao tự nhiên thành cuộc thi rồi? Bây giờ ai chạy ra hết khu rừng này là thắng nha. Một, hai, ba, xuất phát. Tưởng gì chứ thi chạy thì làm sao bụng bự hơn mình được. Đội mình thắng chắc rõ mặt trời ơi. Bạn lộn rồi. Đây là phần thi tốc độ chứ không phải là phần thi chạy. Wow! Chết rồi ông mặt trời ơi. Mình mất luôn hai người bọn họ rồi. Không sao đâu. Hỏi ta nè. Chết rồi. Lửa lớn quá. Đừng lo. Để anh dập lửa cho. 5 giây lớn hơn rồi. Nguy hiểm quá à. Thấy chưa? Tại anh đó. Tại anh mới có. Thôi đi, tới giờ này còn cãi nhau được hả? Lo dập lửa đi kìa. Anh Mai Mưa ơi. Xin lỗi mọi người, chút xíu nữa là cuộc thi biến thành thảm họa rồi. Tại sao phải tranh xem ai mới là người số 1 chứ? Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm mà. Thay vì ganh đua vô bổ thì chỉ cần góp một tí sức là cuộc sống này đẹp hơn biết chừng nào. Cháu bé nói đúng đó anh mặt trời ạ. Chúng ta nên tiếp tục tỏa sáng và thổi gió mát thì hơn là thi thố như thế này. Thôi quay lại làm việc thôi anh à. Thiệt là không thể chịu được nữa rồi. Mình quyết sẽ ra đi. Mình cũng vậy. Mình sẽ đi cùng với bạn. Mình đồng ý. Chúng ta phải chứng minh cho người lớn thấy chúng ta đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Vậy bây giờ tụi mình về nhà chuẩn bị đồ đạc đi. 30 phút nữa gặp lại nhau ở chỗ này nha. Đến mới về hả? Đi rửa tay rồi ăn cơm nè con. Con sẽ ra đi. Con có thể tự lo cho mình. Từ nay con không cần ba mẹ lo cho con nữa. Con nói cái gì vậy Đốm? Con còn giận mẹ chuyện tối hôm qua nữa hả? Con không giận mẹ. Con lớn rồi nên có thể tự lo cho mình được. Con đi chuẩn bị đồ đạc đây. Đến đi chơi vui vẻ nha. Chiều nhớ về sớm, mẹ chờ cơm đó. Bây giờ tụi mình lên đường thôi. Tụi mình nghỉ chân chút xíu ơi. Mình mệt quá à. Nãy giờ mới đi được có chút xíu à. Bạn bụng bự lười biếng quá à. Lúc nãy về nhà dọn đồ, mình chưa có ăn cái gì hết đó. Sao Đốm toàn mang đồ chơi không vậy? Có ăn được đâu. Đi vậy là chết đói á. Ha. Vậy tao tao có mang theo gì không? Sao toàn là đồ điệu đi biển vậy? Bởi vậy tao nói chỉ có bụng bự ta mới là người trưởng thành thôi. Nè, toàn đồ ăn không nè. Mệt quá đi. Các bạn ơi, ở đó có căn nhà kìa.
hình như có mùi thịt nướng. Hay là mình vô đó đi Đốm. Chào các con. Các con đang đói bụng đúng không nào? Ông cho tụi con đồ ăn không? Đúng vậy. Các con có muốn không nào? Dạ, tụi con cảm ơn ông. Tụi con đói lắm rồi. No hết rồi phải không nào? Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Giờ cho ta thu tiền. Ủa, không phải là ông cho tụi con ăn miễn phí hả? Có ai cho ai miễn phí bao giờ đâu. Trả cho ta 3 vạn tiền. Nhưng tụi con không có nhiều tiền. Chỉ có như vậy thôi. Thôi được rồi, không có tiền thì làm việc trả công. Ta là kẻ bướng bỉnh, chuyên giúp đỡ những đứa trẻ bỏ nhà đi bằng cách nhốt chúng bay mãi mãi vào trong lòng. Ông ơi, ông cho con về nhà đi. Con không muốn xa ba mẹ đâu. Tụi con biết lỗi rồi mà. Cứu con với nhà ba mẹ ai? Cứu con. Tụi con mẹ nhiều lắm à. Mày la to như vậy làm sao biết ta ngủ yên được. Đừng sao, đừng có bỏ nhà đi nữa nghe chưa. Tụi mày về nhà đi. Dạ. Con về đây, con nhớ ba mẹ quá. Có cá. Có con cá chút xíu à. Anh bờ ơi, tôi còn bé lắm, anh thả tôi ra đi. Bờ hả? Nhỏ thì ta đem về làm cá vàng chiên bột. Anh bờ ơi, hay là anh tha cho bạn cá đi. Chắc bạn nó còn nhỏ nên đi lạc thôi. Giỡn hả? Bỏ đi rồi thì trưa nay ta biết ăn cái gì đây. À, em đợi cái bánh hamburger này với anh nha. Em mới mua còn nóng hổi đó. Đợi xong ăn liền luôn, khỏi mất công đi nhà chiên bột. Đổi luôn. Nè. Bây giờ an toàn rồi đó. Bạn đi đi. Nè, khoan đi đã. Lúc nãy mình định nói thả mình ra đi thì mình sẽ cho 3 điều ước. Nhưng cuối cùng người thả mình lại là bạn. Giờ bạn muốn ước gì nè? Hả? Bạn nói thiệt hả? Mình có 3 điều ước. Thiệt à? Bạn cứ ước đi, điều gì cũng được. Vậy mình ước có một cục vàng. Hả? Có vậy chứ. Anh là đồ tham lam. Lúc nãy anh đã nhận cái bánh hamburger rồi mà. Tưởng dụ ta là dễ hả? Hên là đi chưa xa, không thôi là tôi mất 3 điều ước rồi. Được thôi, nhưng dì Đốm mới là người thả tôi xuống nước, nên anh ước bất cứ điều gì Đốm cũng sẽ được gấp đôi. Anh bờ ước đi, còn 2 điều nữa. Hả? Cái gì? Nó được tới 2 cục hả? Cái vàng thông minh ghê. Để xem anh bờ ước gì nè. Kiểu gì tôi cũng hơn anh thôi. Vụ này căng à nha. Mình ước được 1 căn nhà thì thằng nhóc này được tới 2 căn nhà. Mình ước là mình khỏe nhất thế giới thì thằng nhóc này cũng sẽ khỏe mạnh gấp đôi mình. Khó nghĩ quá ta. Sao rồi anh bờ? Nghĩ ra được gì chưa? Ước nhanh đi, tôi cần về. Tưởng đặt điều kiện như vậy là làm khó được ta hả? Ta ước ta bị què một chân. Hả? Đúng là đồ tham lam nham hiểm. Ta còn một chân thì còn chống nản đi được. Còn ngươi thì để xem đi kiểu gì. Tôi ước mọi chuyện chưa hề xảy ra. Mọi chuyện quay lại lúc sáng rồi. Sao hả anh bà? Anh còn muốn có 3 điều ước nữa không? Thôi khỏi, sợ rồi. Tham lam làm cái gì cho khổ. Chúc mừng anh đã nhận được bài học rằng tham lam thì trước sau gì cũng nhận hậu quả mà thôi. Hai bạn làm cái gì vậy?
mình lấy quyển sách này. Nó rớt. Cách chế tạo pháo Tết. Chế tạo pháo Tết. Đúng, không được phép chế tạo pháo đâu đúng. Sẽ bị ăn đòn đó. Mình chỉ chế tạo để đốt chơi thôi mà, đâu có bán đâu. Không làm thì để mình với đốm làm. Hai bạn không nghe lời mình, có chuyện ráng chịu đó nha. Chuyện gì chứ? Tai to nhát quá. Tai to về chơi may quần áo chứ búp bê đi. Đúng vậy, con gái thì chơi vậy thôi. Hai bạn không thèm chơi với hai bạn luôn. Chúng ta sẽ làm thật nhiều pháo để Tết đốt ha. Ừ, mình sẽ đốt pháo cho sướng luôn. Mà làm lâu vậy không biết có kịp không nữa. Tranh thủ thôi, ba mình về mà thấy á là sẽ tịch thu hết á. Chúng ta mới làm được con viên à. Đếm. Chuyện gì vậy bông bự? Viên pháo mất tiêu rồi. Sao lại mất được? Chắc nó rớt đâu đó thôi mà. Nó kìa đếm. Đâu? Viên pháo lý lắc này. Hai con thấy thế nào? Tại sao hai đứa đã biết là chế tạo pháo là sai mà vẫn làm? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Con không dám nữa đâu ba. Cũng may là chỉ có một viên, nên hai đứa và phòng nghiên cứu của ba mới còn nguyên. Chứ nếu không thì... Hả? Có lẽ không đơn giản như thế này, phải không hai đứa? Cái gì? À, ba mẹ ơi, có con mắt khổng lồ ngoài cửa sổ. Sao vậy con? Sao vậy? Đâu? Đâu? Hồi nãy con thấy ở cửa sổ này có phải hay không? Dạ đúng rồi đó ba, con mắt khổng lồ kêu. Một con cá voi bay đó nhà mình ơi. Hả? Cá voi mà cũng biết bay hả ba? Đúng rồi, loài này cực kỳ hiếm, rất ít cá thể được phát hiện ở trên thế giới này. Vậy là nhà mình may mắn lắm. Vì sao cá voi này bay được vẫn còn là một bí mật. Và bây giờ chúng ta có cơ hội khám phá bí mật này rồi. Yeah. Ủa, răng cá voi đâu ba? Bong bóng mắt cho cái gì mà nhìn lạ ghê á. Cá voi xanh là loài không có răng xương. Sụn của cá voi tạo thành răng lược để lọc thức ăn thôi. Chắc là vừa ăn vừa bay nên mới bị dướng bong bóng vào miệng đây nè. Vậy để con gỡ bong bóng ra cho cá voi nha. Ta là hải tặc bò tót. Các người mau vào cùng cái giò đó cho ta. Mắc cười. Mặc đồ hải tặc mà đi thuyền thúng. Kệ ta. Thuyền lớn vượt đèn đỏ bị giam rồi. Các người không vào con cá mà còn lóc cá với ta. Đừng hòng ta giao cho các người. Được, vậy ta sẽ tự tay lấy. Rồi ta sẽ quay lại.
Hải tặc thuyền thúng chạy rồi hả? Lẹ ghê ha. Phát còi cảnh sát từ cái loa mà chạy mất tích à. Nhưng mà để bé cá voi ở nhà mình hoài cũng không ổn đâu. Lỡ kẻ xấu như tên bò tót hồi nãy bắt được thì càng không ổn. Vậy cho cái con ở nhà mình đi ba mẹ. Dù sao thì bạn đó cũng bay về nhà mình được mà. Tạm thời vậy đi. Vui quá là vui. Trời ơi, tìm quá trời tìm mà không biết loài cá voi bay này sống ở đâu hết. Trái đó có 7 châu lục và 5 đại dương. Bạn sống ở đâu hả cá voi bay? Là Nam Cực. Đúng rồi, là Nam Cực. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? Ủa, mà sao lại là Nam Cực hả ba? Nam Cực khác Bắc Cực chỗ nào? Nam Cực và Bắc Cực là hai cực của trái đất. Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực rất nhiều. Và Nam Cực cũng không phải là lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Cho nên, việc loài bí ẩn như cá voi bay sinh sống tại đó là hợp lý. Vậy mình chả biết cái voi về với gia đình ở Nam Cực đây ba mẹ. Hợp lý, nhà mình đi Nam Cực bằng máy bay nha. Yeah. Không ổn công trình nãy giờ. Bây giờ thì ta có thể hốt trọn ổ nhà cá voi bay rồi. Chỉ có cá voi là vui vẻ với thời tiết như thế này thôi. Nam Cực rộng như vậy, biết tìm gia đình của cá voi con ở đâu đây? Loài cá này tích khí ở trong người rồi nhờ đó bay lên hay không? Nhờ các ngươi mà ta đã tóm được trọn 7 cá voi bay này. Đồ xấu xa, nhà ngươi dám làm hại 7 cá voi, ta không tha thứ cho ngươi đâu. Không tha thì các ngươi làm gì ta? Để tình các ngươi dẫn ta tới đây, ta tha mạng cho các ngươi đó. Phải chặn bọn chúng lại. Kẻ nào dám chọi tuyết vào ta? Chính là ta. Đỡ liên hoàn đạn tuyết nữa đây nè. Đỡ nè. Đạn tuyết do duyên mà dám chống lại Bazooka sao? Hài hước quá. Đúng, tới lúc rồi. Đó nè, tôi xấu xa. Các ngươi tưởng nhiêu đó mà hạ được ta sao?
đây mới là dứt điểm nè. Vừa thách vừa đố, vì có tiền nhà ngươi đỡ được quả cầu tuyết này luôn. Yeah! Hai đứa tính xong xa rồi. Cảm ơn các bạn. Ủa, ai nói vậy? Có phải bạn có chơi bay không? Đúng rồi, loài cá voi chúng tôi giao tiếp với nhau bằng sóng âm. Mất một lúc mới chỉnh lại âm tần để nói chuyện với các bạn được đó. Hay quá, cá voi bay quả thật là một loài rất thú vị. Cảm ơn các bạn đã trả chú cá voi con bị lạc đàn về cho chúng tôi, còn giúp chúng tôi hạ tên hải tặc nữa. Không có gì, nhưng mà các bạn có thể cho tôi hỏi một vài thứ được không? Làm sao mà các bạn lại bay được? Bây giờ thì chúng tôi phải di cư sang Bắc Cực ngay để lấy ánh nắng mặt trời đây. Xin các bạn hãy giữ kín bí mật về cuộc gặp với chúng tôi nha. Vậy là không biết được tại sao cá voi lại bay được rồi. Có những bí mật nên mãi mãi là bí mật đó mà. Hết giờ làm bài rồi các em. Các em nộp bài cho cô rồi ra về nhé. Thôi tiêu rồi, kiểu này lại bị không điểm cho coi. Ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra, hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. Hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt, phải chọc bạn bội vàng mới được. Gì kỳ vậy? Cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Cô tôi của tôi. Xui hết chỗ nói luôn đó. Sao lại te tua vậy hả Đôm? Ông tiên không thấy sao còn hỏi? Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được? Rõ ràng là xui mà. Ông tiên có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo, con hãy thổi vào đây rồi cột chặt lại. Vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy, con cảm ơn ông tiên nhiều. Nhớ phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt tên bạn đó. Đau quá đi. Hả? Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Con mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè. Bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã có sự xui xẻo vô cái túi rồi mà. Sao vẫn xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì cũng không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, à, con vẫn không hiểu sao. Tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự vì cuốn tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Trời càng ngày càng lạnh, tay mình tê cứng hết rồi nè. Mình thấy mát mà, mọi năm á chỉ được mấy ngày như vậy thôi, phải tranh thủ tận hưởng chứ. Người bạn tàn mỏ không mà, không lạnh là phải rồi. Thêm vài đứa nhỏ nữa là xong việc. Mình đáng sợ quá à. Mà thêm vài đứa nhỏ nữa, chẳng lẽ bà ta là phù thủy chuyên bắt cóc con nít hả? Đáng sợ vậy, thôi tụi mình đi trốn đi, không thôi bà ta bắt đó. Nhưng mà bà ta bắt cóc con nít làm gì vậy ta? Theo như mình coi trên tivi á, thì bà ta sẽ mang về, bỏ con nít vô một cái chảo lớn, rồi nấu thành ruốc độc đó. Nếu mà như vậy thì không biết bao nhiêu bạn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm đó. Mình phải làm gì mới được? Nhưng mà phải làm gì bây giờ? Phải theo dõi bà ta đến tận chỗ ở mới được. Tiêu rồi.
rồi, mụ ta đã vô được nhà của chuột, bà ta bắt chuột đi mất. Lại thêm một đứa nữa. Chắc chắn cái bạn nhỏ khác đang ở trong cái túi đó, mau đuổi theo. Bà ta kìa, lúc vô. Trời ơi, là nhà mình, không lẽ mụ ta định bắt mình đi hả? May là bạn đang đi với tụi mình á. Ba mẹ mình đang ở trong nhà, lỡ bà ta không tìm được mình rồi tấn công ba mẹ mình rồi sao? Mình nghĩ bà ta sẽ không dám làm gì người lớn đâu. Tức thiệt, không có đứa trẻ nào ở nhà hết sao? Nếu không làm thì sẽ không hoàn thành được vô đại coi sao. Trời ơi, đó là phòng của mình đó. Bình tĩnh đi, bạn đang ở đây với tụi mình mà. Vậy là xong hôm nay. Về thôi. Sao lại xong? Chẳng lẽ bà ta bắt luôn ba mẹ của mình đi rồi? Hả? Thôi quy rồi, đuổi theo thôi. Lẹ lên. Ê, tập kia, không thả cái bạn nhỏ và ba mẹ tên to ra đây đây. Ủa, cái gì vậy nè? Thủy kia, cô thả người ra. Con nói cái gì vậy? Thả ai ra? Ba còn không chịu nhận nó hả? Hãy xem chúng tôi đi. Có phải là ông già Noel không? Ta đây, các con sao lại tấn công bạn ta vậy? Hả? Là bạn của ông sao? Đúng vậy, mấy hôm nay ta bệnh, nhờ có người bạn già này đi tặng quà cho các bạn nhỏ giúp ta đó. Thì ra là vậy sao? Sao nhìn bà ta giúp phù thủy quá vậy? Còn cái túi kia nữa? Túi đó là túi đựng quà của ta đó. Tuy bề ngoài bà như vậy, nhưng bà rất tốt bụng. Các con đâu thể đánh giá người ta qua bề ngoài của họ được, đúng không nào? Tụi con sai rồi, tụi con xin lỗi bà. Ta không sao đâu, các con biết sai là tốt rồi. Sẵn đây, ta tặng quà cho các con, giúp ông già Noel luôn nha. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó. Có sao đâu mẹ, con đọc một xíu thôi mà. Sao con không lại chỗ mà có ánh sáng đọc? Đọc như vậy sau này bị cận thị đó con. Dạ, con đọc một tí xíu thôi ạ. Không có sao đâu. Sao kỳ vậy trời? Mắt mình bị sao vậy ta? Mình không có thấy gì hết á. Chuyện gì xảy ra vậy? Mình bị sao rồi nè? Cả thế giới này là của ta. Các người mau cút khỏi nơi này để ta mạnh tay. Là ai? Ai vừa lên tiếng vậy? À, các người đem cả đội quân đến địa cầu chúng ta hả? À, có đội phi cơ chiến nữa. Ta không có sợ ngươi đâu. Giờ thì tấn công đi. Giỏi, cho kẻ đánh lén. Nó là anh hùng thì xưng danh. Rồi ra chiêu đi, ta không sợ đâu. Đau quá. Chúng đông lắm, một mình không thể chống cự được, phải đi tìm đồng minh hỗ trợ thôi. Đường hầm, các người bắt tay vào đường hầm thời gian. Thả ta ra, thả ra. Đến. Con có sao không chị? Ba mẹ ơi, ra quá đây. Người ngoài tin tấn công con rồi bắt con đi nữa. Con đọc truyện tranh nhiều quá rồi cho nên suy diễn đúng không? Mà hồi nãy mắt con không có thấy gì hết đó. Con tưởng con bị mù rồi đó. Mẹ đã nhắc con biết bao nhiêu lần rồi, đừng đọc truyện nhiều quá. Dạ, con chỉ đọc một chút xíu thôi mà. Mỗi ngày một xíu sẽ trở thành thói quen xấu khó bỏ được. Đọc sách phải đọc chỗ có ánh sáng phù hợp và đọc trong giới hạn thời gian phù hợp thôi con à. Việc nhỏ phải bỏ, đừng để nhỏ thành lớn mà thành quả đó con. Dạ, con biết rồi. May mà con bị mờ mắt. Đây đúng là một trải nghiệm đáng sợ. Tấn công, đừng để người đi cầu chạy qua. À, thì ra là tiếng TV vọng lên. Con cứ tưởng là... Đây là tập phim mới nhất về đại chiến không gian đó con. Nè, lại đây coi với ba nè. Dạ, hè hết cái dèo ha, mình còn chưa được đi đâu nữa. Nhanh thiệt á, nhưng mình thích đi học hơn. Mình cũng thích đi học lắm, tại vì mỗi khi vào năm học mới á, là mình sẽ được mua cặp sách mới, nhìn nè đẹp không?
Mới luôn hả? Hồng lè luôn ha. Ủa, cái này cũng màu hồng nữa hả? Mình nhớ cái cũ của tay to cũng có màu hồng mà. Đúng rồi đó, tại vì mình thích màu hồng nhất mà. Mình chả thích màu hồng, nhìn cứ như công chúa yếu điệu á. Yếu điệu gì đâu, nhìn dễ thương mà. Thế giới mà mối màu hồng thì chắc mình chết vì sướng quá. Còn mình á, sẽ chết vì ghét. Thôi, mình về nha. Hai bạn thử giúp mình biến thế giới này thành màu hồng coi có được không? Cũng được thôi, ba mình cũng có cái máy đó. Tình hình sao rồi? Lẹ lên, xong rồi nè. Đây là máy chuyển màu của ba mình. Chỉ cần xoay cái kim này vào màu nào mình thích, rồi ấn nút một cái, biến cả thế giới thành một màu mình muốn luôn. Mà tụi mình sẽ không bị biến đổi. Làm liền đi, màu hồng á nha. Ừ. Wow. Ôi, đẹp quá trời quá đất luôn. Hồng ơi là hồng. Hết thấy cái gì ra cái gì luôn đó. Ra ngoài thử coi. Coi nè, nền có màu hồng luôn rồi. Rất màu hồng kìa. Cái công viên gì tự nhiên hồng lè, làm nực muốn chết à. À, bụng bự, tụi mình mới biết chỗ này thành màu hồng hết đó. Bình thường ra công viên thoải mái lắm mà, sao hôm nay đổi thành màu hồng nhìn mệt ghê ha. Trời ơi, mệt quá. Ồ, đúng là nhìn hoài một màu mình nhức mắt quá à. Đi dọc dọc đường coi sao. Chuyện gì một ông ảo vậy ta? Chạy ra đó coi sao. Bác ơi bác đi giùm con cái bác ơi. Bác cứ đứng hoài vậy. Chết tôi. Chết rồi, đèn xanh đèn đỏ giờ hồng lè rồi. Làm người ta đi lung tung, đụng xe quá trời kìa. Nguy hiểm quá. Chạy về đổi lại như cũ lẹ đi. Đâu rồi, sao không tìm thấy gì ta? Có bao giờ nó cũng biến thành màu hồng luôn không? Chết rồi, nó màu hồng luôn thì làm sao mà tìm trong cái phòng màu hồng này. Mày đưa kim cái này đúng không? Sao ba biết vậy? Thì tự nhiên tất cả màu hồng là ba biết từ các con rồi chứ còn gì nữa. Dạ, do con. Con muốn thử thế giới màu hồng thì có đẹp cho con nghĩ không? Mà cuối cùng nó nguy hiểm quá à. Không không, màu sắc không có nguy hiểm. Chỉ có cách sử dụng mới làm nó trở nên nguy hiểm thôi. Màu sắc ảnh hưởng trực tiếp đến mắt và gián tiếp đến cảm xúc của con người. Khi con nhìn thấy màu tối, tự động nó sẽ trở nên u ám. Còn con nhìn thấy màu đỏ nè, màu cam nè, màu vàng nè, thì tự động cảm thấy nóng. Nhìn thấy màu xanh thì cảm thấy mát. Vậy thôi. Vậy tại sao phải có nhiều màu như vậy? Để phân biệt mọi thứ với thể hiện tính cách của mỗi người đó con. Với lại mỗi người cũng có một sở thích khác nhau. Chúng ta không thể chỉ vì sở thích của mình mà bắt người khác phải theo mình được. Hiểu chưa nè? Con biết lỗi rồi. Xin lỗi bụng bự nha. Thôi, không có sao đâu. Giờ thì ra công viên chơi cho mát đi. Đi. Đi đi. Mẹ con đi chơi mới về. Đau bụng quá à. Bạn đợi mình xíu, mình sẽ gọi xe cấp cứu liền. Xe cấp cứu không có kịp đâu. Đỡ bụng bự lên ghế sofa đi con. Bà con cách rồi. Đau bụng quá à. Bây giờ bà sẽ đưa hai đứa vô trong dạ dày của bụng bự, rồi hai đứa cùng nhau tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao lại đau quặn lên như vậy. Dạ rõ. Đúng rồi, chúng ta đang ở trong người bụng bự. Thôi, thời gian không có nhiều đâu, bọn mình xuất phát đi. Ừ. Ủa, sao không thấy gì ngoài đồ ăn vặt của bụng bự hết vậy? Có khi nào ăn tập bậy nhiều quá nên bụng bự bị sinh bụng không vậy? Cũng có thể đó. Hay là tụi mình giúp bụng bự dọn sạch đường ruột dơ bẩn này đi. Được đó. Vậy chắc là được rồi đó. Thôi tụi mình về. Kẻ nào? Là kẻ nào dám lấy hết thức ăn của ta hả? À, trời ơi, ghê quá à. Đùa ta hả? Khẩu súng bé tí đó thì làm gì được ta chứ? Ngươi là ai? Còn phải hỏi nữa hả? Ta chính là chúa tể nơi này. Đã theo thực phẩm bẩn mà tên bụng bự ăn vào để tới đây. Chạy tới ta, nó mạnh quá. Không có cách gì tiêu diệt đâu. Dừng lại. Đau kìa. Bỏ cái đó xuống bao. Ta sẽ quay trở lại. Ý, mình thấy đỏ lại rồi nè. Cảm ơn hai bạn nha. Cảm ơn gì chứ.
Bạn có biết là bọn mình suýt nữa là bị con vi khuẩn trong người bạn ăn thịt rồi không? Hả? Trong người bạn chỉ toàn đồ dơ không à, không hợp vệ sinh nên vi khuẩn làm tổ và đục phá ở trọng đó. Ngon quá hả? Ngon quá. Ý, ghê quá à. Thế nào bạn cũng bị đau bụng cho coi. Trời ơi, bạn yên tâm đi, đó giờ mình chưa hề biết đau bụng là gì luôn. Tay to với đốm nói đúng đó, chúng ta phải ăn cân bằng giữa thịt và rau, tránh xa cái thức ăn không hợp vệ sinh thì vi khuẩn á nó mới không có cơ hội tấn công. Mấy đứa có hiểu chưa? Dạ, tụi con không hiểu rồi. Các em chuẩn bị kiểm tra miệng môn tiếng Việt nha. Dạ. Yêu rồi, hôm qua ham chơi với huynh học bài. Bắt đầu nào, bạn đốm, lên bảng đi. Sao bây giờ? Lên đi, lên bảng đi đốm. Mau lên nè. Hôm qua mẹ em bị bệnh nặng cô. Em trông mẹ nó chưa kịp ôn bài. Cô cho em lần sau được không cô? Có thật không? Dạ thiệt. Thôi được, vậy cô sẽ kiểm tra em trong lần tới. Chăm sóc mẹ thì tốt, nhưng phải sắp xếp thời gian học bài nghe chưa? Dạ. May quá, hên là sáng cô tin đó. Thì có sao bạn nói vậy, cô tin là đúng rồi. Chiều hai đứa mình qua thăm mẹ đốm nha. Hoàng chi, mẹ mình khỏe mà, có bệnh tật gì đâu. Mình nói dối đó. Hả? Cái gì? Có gì đâu, mình nói dối chả gây hại gì. Mà cô cũng không biết, để bực mình nữa. Bạn nói vậy sao được, dù là không có gây hại, nhưng mà bạn đã không trung thật rồi. Phiền phức quá à. Mình làm mình chịu. Thôi, về trước đây. Không lẽ nó dối tệ vậy sao? Tệ đâu mà tệ. Nói dối mà ai cũng vui vẻ thì không có sai đâu. Mở miệng ra, ta là cái lưỡi của ngươi đó. Là ngươi hả? Thì ta đây chứ đâu. Hồi sáng mà ta không lương lẹo là ngươi ăn ngay con ốc dịch vào tập rồi. Mà bụng bội cứ trách ta không trung thật. Quan tâm làm gì, miễn mình bình an vô sự là được. Robot mới hả? Cho muốn chơi coi. Thôi, mới mua, bạn nhìn thôi, đừng có sờ vô nha. Để ta xử nó. Đừng có sờ vô nha. Nhà tôi là cả mới luôn. Mới mua tức thì, thích thì qua nhà tôi chơi nè. Có luôn á hả? Rồi, là gì có. Cả lớp đang ở đây không nói vậy thì quý chết. Vậy chiều mình ghé nhà bạn nha. Cả lớp trật tự, mẹ đốm đã đỡ hơn chưa? Hôm nay em đã học bài chưa? Chết rồi lưỡi ơi, sao bây giờ? Mẹ em bị bệnh nặng lắm cô. Cả hôm qua em cùng ba phải thức nguyên đêm trông mẹ nên vẫn chưa kịp học bài cô. Trời, nghiêm trọng vậy sao? Chiều nay bạn lớp trưởng đi cùng cô sang nhà bạn đốm thăm mẹ đốm nha. Trời ơi, rồi cái lưỡi ơi, ngươi hại ta rồi nè. Bây giờ sao hả lưỡi? Chết rồi, ta không biết đâu, mặc kệ ngươi đó. Lưỡi, ngon được mặc kệ vậy chứ lưỡi. Chuyện gì vậy đốm? Dạ cô ơi, em xin lỗi cô. Thật ra mẹ em không có bị sao hết đó. Bạn đốm nói dối á cô. Mẹ của bạn ấy á không có sao hết á. Mà tại bạn đó chưa học bài nên lấy cớ để không bị điểm kém đó cô. Tại không đốm. Dạ phải, em xin lỗi cô. Xin lỗi cả lớp. Tại cái lưỡi nói dối của em đó cô. Đốm nè, em đã không đủ sáng suốt để nhận ra lỗi của mình là chưa học bài, lại còn nghe lời cái lưỡi lương lẹo của mình để làm tội lỗi càng thêm nặng. Đã vậy, còn lấy lý do là mẹ đang bệnh nặng. Mẹ em mà biết được sẽ buồn lắm em biết không? Dạ, em biết lỗi rồi cô. Thôi đừng khóc nữa. Nói dối, ngay ban đầu các em sẽ thấy nó không gây hại cho ai. Nhưng các em thấy đó, dần dần lời nói dối sẽ dễ hơn và gây ra lỗi nghiêm trọng hơn ban đầu rất nhiều. Đó mới là tác hại của nói dối. Từ bài học của bạn đốm, các em hãy trung thực và sáng suốt để không bị cái lưỡi lương lẹo chỉ dẫn sai lầm nữa nghe chưa? Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà. Hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao. Cậu Cáo sống một mình hả ba đốm? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao rồi con. Con giúp ba cái chậu nha. Ủa, sao anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng. Mắc gì đến ta, ta ra giúp mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời. Thôi con, ba không sao đâu.
Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới. Mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới. Kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi. Có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Có sợ. Ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy đây trời? Trời ơi, bão tới, bão tới. Đồ đạc của tôi, đồ đạc của tôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi. Chết rồi, nhà con cáo bị tóc mái. Phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Cố gắng ra. Quấn chắc vào đi. Chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá, sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á. Vì không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi. Xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp phố phường. Em vui sướng với đèn trong tay. Em múa ca trong ánh trăng rằm. Ủa, các bạn cũng đi rước đèn hả? Đúng rồi, bọn mình đang rước đèn lên cung trăng chơi hội với chị Hằng nè. Năm nay, đèn bạn nào đẹp nhất sẽ được một phần bánh trung thu thiệt là bự do chính tay chị Hằng làm đó. Ồ, chắc là ngon lắm đây. Vậy thì mình thắng chắc, đèn mình là đẹp nhất đó. Nè nè, đèn của mình cũng bự lắm đó nha. Thôi thôi, bọn mình cứ rước đèn lên cung trăng đi, rồi chị Hằng sẽ quyết định. Chứ mà cứ ở đây hoài thì sẽ trễ đó. Thôi thôi, các bạn đi trước đi. Mình chợt nhớ là nãy mẹ mình nhờ đi đưa đồ. Một lát nữa mình đuổi theo sau. À, vậy cũng được. Tụi mình đi chậm chậm chờ ha. Cảm ơn các bạn nha. Cầm cái đèn nhỏ xíu. Xấu quá, cái này lên cung trăng là thua chắc luôn. Sao thua như vậy? Mình sẽ mượn một ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất ở đây để làm đèn trung thu. Thắng là cái chắc rồi. Để xem ngôi sao nào đẹp nhất vậy ta. Đây rồi. Đang làm gì vậy? Bất tỉnh rồi. Kế hoạch thành công. Ủa, không biết đến đâu rồi ta. Mình đây. Mình đuổi kịp rồi nè. Chào mừng các bạn nhỏ đã tới cung trăng. Chúng em chào chị Hằng. Wow, đèn bạn nào cũng lung linh hết. Nhưng mà đèn của em là đẹp nhất á chị. Bậy, đèn của em là đẹp nhất. Chị thấy đèn của mọi người rồi, còn bạn đốm thì sao? Đèn của em nè. Hả, trời đất ơi. Wow, đèn của đốm đẹp quá à. Wow, đèn của đốm đẹp nhất rồi đó. Mấy bạn quá khen rồi. Bonita, bắt con. Hả? Không phải là đèn lồng mà là ngôi sao thiệt. Ủa, ngôi sao thiệt hả? Bạn hiếu thắng đến nỗi bắt cóc ngôi sao để đi thi sao đớm. Có nhiều cách để chiến thắng, nhưng làm hại người khác để giành chiến thắng là hành động vô cùng ích kỷ đó đớm à. Xin lỗi bạn ngôi sao nha. Tất cả là lỗi của mình. Thôi, mình không.
nhận bạn đâu. Nhưng bù lại, mình sẽ ăn hết phần bánh trung thu của bạn hôm nay luôn. Mẹ, không có được đó nha. Mình nhớ ba mẹ quá à. Mình cũng nhớ. Những đám mây kia cũng có hình dạng giống như mẹ của mình lắm. Tại to nhớ ba mẹ quá nên tưởng tượng ra đó. Không, đúng rồi, ba mẹ mình ở trên bầu trời kìa. Đúng rồi, là ba mẹ của tụi mình. Chúng ta đi tìm ba mẹ thôi. Lòng gái lên mây, có cái cây lúc lắc, con chủ ở nhà không? Ông chủ đi nấu ăn rồi. Đây là trò chơi mình chơi khi nhỏ. Mình đã lâu lắm rồi, mình đã không còn thích chơi nữa. Mẹ cuộc tóc, dạ thắt thêm cho con cái nơ nè. Dạ, mẹ làm gì cũng đẹp hết, con thích mẹ cuộc tóc lắm đó. Thiệt không? Vậy mà lần nào mẹ cuộc tóc con cũng giãy nảy không chịu hết á. Không đâu, con rất thích mẹ cuộc tóc. Là tại con đã từng nói là không thích mẹ cuộc tóc. Để con. Và những việc mình chẳng chịu làm. Ba mẹ, là con đến đây nè. Đúng rồi, bây giờ phải làm sao? Có không biết giữ, mất thì đừng tìm. Ba mẹ các người đang ngủ sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa đâu. Các người hãy về trái đất đi. Nè, bà phù thủy mây, bà đã làm gì với ba mẹ của chúng tôi vậy? Mau trả lại ba mẹ cho chúng tôi. Không, ta không làm gì hết. Chỉ vì ba mẹ của các ngươi đang ở trong giấc mơ của chính họ. Giấc mơ có những người con như họ mong muốn. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao để cứu ba mẹ? Hãy giúp chúng tôi đi. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhờ sao đó? Sẽ có cách mà, đừng có lo. Tuy ba mẹ không thấy chúng ta, nhưng chắc chắn ba mẹ vẫn luôn yêu thương chúng ta. Sẽ có cách thôi mà. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha. Cùng đưa ba mẹ về nhà. To ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ê, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Có cái gì lạ lạ? Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Khởi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi. Bây giờ mình đi lại mấy chiếc trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Ừ.
Con không muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím. Anh là Đốm, anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vòng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vòng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình. Nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai, mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ trên đó. Mình thấy bạn ăn uống liên tục luôn đó bụng bự. Bộ bạn không sợ béo phì hả? Không có sợ, mình chỉ sợ bị lùn thôi. Ủa sao vậy? Bạn không nhớ hả? Mình đỡ được rồi. Nhớ chưa? Tại bạn chọn vị trí không đúng thôi. Phải không? Bạn nhớ ngày hôm qua không? Nhớ chưa? Là tại mình lùn quá, mình muốn ăn nhiều cho cao hơn, mình muốn cao bằng mấy bạn á. Nhưng mà bạn ăn như vậy chỉ mập lên thôi chứ có cao lên đâu. Vậy bạn có cách nào không? Giúp mình đi Đốm. Ừ, có cách rồi. Ở ngoài chợ đen có bán thuốc siêu tăng trưởng cho cây đó. Đổ một cái là lớn liền à. Không biết đổ lên người có siêu tăng trưởng luôn không? Ê, được á, thử đi. Ê, có được không đó? Mình thấy lùn cũng có nhiều cái lợi mà. Ví dụ như... Sẵn sàng chưa bụng bự? Sẵn sàng rồi, đổ đi Đốm. Sao rồi? Có gì khác không? Ủa? Chưa thấy cái gì hết. Cho hết nguyên chai luôn xem. Hình như... Bự lên rồi, cuối cùng cũng cao hơn Đốm rồi. Bự lớn quá rồi đó, đừng có di chuyển nữa, bể nhẹ hết. Hả? Bạn nói cái gì? Mình không có nghe được. Đừng có đi nữa, động đất rồi bụng bự ơi. Chết rồi, bự quá rồi. Bự như vậy thì ăn bao nhiêu mới đủ no đây? Đi về phòng thí nghiệm của ba mình thu nhỏ lại đây. Cái kiểu gì mà âm âm vậy? Người gì mà to như con voi á? Bự quá cũng không được. Nhỏ cũng có lợi chứ bộ. Quan trọng là cái nào phù hợp thôi. Bây giờ mình nhỏ, nhưng mà sẽ tập thể thao để có đúng chiều cao mà mình muốn. Đúng rồi. Ta là thần gió đi khắp nơi bốn phương, bạn của cỏ cây, bạn của muôn loài. Vui quá là vui, ta đi dạo một vòng đây. Xin chào, chào ông cổ thụ ngàn năm. Chào chị xoan đào. Chào anh xoài. Chào em hoa hồng xinh đẹp. Thôi, ta đi thăm rừng đây. Sao,
Sao thế này? Ai khóc vậy? Là con đây thần gió ơi. Cây non, sao đồng loại ngươi bị tàn phá như vậy? Con người đã đốn hết cha mẹ anh em của con rồi. Hả? Con người? Ôi, cái kem con má cháy luôn. Liếm một cái là mát tới bụng luôn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn đi du lịch đâu. Đây là chiêu dùng để đối phó với kẻ xấu đó con. Con nhìn kỹ nha, sao mà gió mạnh quá vậy? Đâu có tin tức báo bão và lốc từ trung tâm vũ trụ đâu nè. Ba ơi, con có cảm giác như có chuyện gì xảy ra thì phải. Chúng ta phải vào phòng nghiên cứu coi sao. Nè ông bạn, sao ông nói hôm nay không có gió bão mà giờ hình như có gió lốc rồi kìa. Chẳng lành rồi, thần gió đang thịnh nộ. Sao lại như vậy? Loài người phá hết cây rừng, bản thân của ông ấy, nên ông ấy thịnh nộ, muốn trừng phạt loài người. Nhưng đâu phải con người ai cũng xấu. Ông ấy thịnh nộ như vậy thì nhiều người sẽ gặp họa mất. Chúng ta phải tìm cách cứu loài người thôi. Coi chừng ông ấy cứu hai cha con ngươi trước đó. À, bác Đơm, hay quá à. Trời, bị té mà hay hả? Không có phải, thần gió nhờ con mang cái này đến cho bác nè. Là thư khiêu chiến sao? Ông ấy nói nếu như loài người không trồng lại rừng thì ổng sẽ gây gió bão để tiêu diệt loài người đó. Vậy là chúng ta hãy phụ giúp loài người trồng lại rừng đi ba. Thì ra cái cối sẽ giúp chúng ta ngăn gió bão và mưa lũ hả bác? Đúng vậy đó con. Nếu chúng ta trồng được nhiều rừng á thì sẽ giảm được bão lũ đó các con. Vậy từ nay chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng. Trồng thôi. Trồng cây vui quá ha. Đốm ơi, chuẩn bị về thôi con, sắp tối rồi. Dạ, con biết rồi. Bài gì đâu khó quá chừng. Nhức đầu quá à. Ê, hay quá. Có tiếng đại dương nè. Hả? Xin chào. Ốc nói chuyện hả? Cậu bé, biết chưa, chuyện gì trên đời này ta cũng đều biết. Ồ, hay quá. Vậy ông có biết làm toán không? Chuyện nhỏ, ta là vỏ ốc thần kỳ mà. 9 x 18 bằng mấy gì vậy? 27. Ồ. Cả lớp chú ý, bạn nào giải được câu này nhanh nhất thì cô sẽ thưởng cho một bịch kẹo sô-cô-la. 5 + 2 + 2 + 7 - 9 là bằng mấy? 5 + 2 = 7. Rồi cộng 2 nữa. Ai, trời ơi, nhức đầu quá à. Bài gì mà khó quá vậy trời. Dốc ơi, dốc. Sao khó quá à. Dạo cô là bằng 7. Đúng rồi, Đốm giỏi lắm. Đốm hôm nay giỏi ghê vậy đó. Có bí quyết gì tính nhanh vậy? Chỉ mình với. May mắn thôi. Phải không? Hồi nãy mình thấy bạn chui đầu xuống gầm bàn làm gì, khả nghi lắm nha. Làm gì có cái gì? Hả? Ồ, coi cái gì nè, vậy mà chói hả? Giờ mình phải làm sao bây giờ? Đánh hắn đi. Hả? Đánh. Bạn dám đánh mình hả? Dạ. Mình không có ý mà. Thích thì quán mỹ đó hả? Hả? Thì ra có con ốc trốn trong đây, suối bậy mình. Đáng rồi, bố người khác nói gì, ngươi cũng tin thì sao? Mình xin lỗi bung bự, chỉ tại mình nghe lời con ốc này suối bậy mà mình lỡ đánh bạn rồi. Bạn có sao không vậy? Hồi nãy mình cũng đỡ được, nên cũng không đau lắm đâu.
Mà lần sau đừng có bao giờ nghe lời người khác xúi dại nữa nha. Phải tỉnh táo chứ. Còn bây giờ nghĩ xem nên làm gì với con ốc số 7 này đây. Chiên hay là dầm nước mắm?